Rồi cái con Maya này nó ngồi nó ăn gì vậy? Mày hả? Cái Maya này nó sợ con chó lắm ơi. Nó không nghe, nó thấy con chó nó chạy à, nó sợ. Chạy cho mày á. Đừng có bắt con chó nó mệt luôn á. Dễ gì dám. Hello anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại ba cha con của mình ở ngoài cặp bờ sông, ngay chỗ mà cách nay một đêm trước con của mình đi thăm lú. Bữa đó con gặp Ma Giang ngay chỗ cái lú không Phu? Đúng rồi, gặp ngay cái lú con đặt rồi, rồi nó làm mất hết cái lạ của con. Kiếm chưa? Kiếm rồi mà không gặp, nó lấy luôn hay gì. Phải không? Ừ. Mất thanh cái là rồi tôm nó lấy cũng hết mới nữa. Vậy hả? Ừ. Đêm đó làm như nó mới vô nước lớn, người ta mới xe cống nó mới vô, sao rồi nó đi vô tới đây là sập mấy cái lú của người ta đặt sáng sập hết rồi. Ở đây á là ngày xưa á, cách nay mười mấy năm về trước á, là cha, nói chung là ngày hôm qua hôm kia là cha có hỏi thăm thêm những cụ lớn tuổi đây á, là những cụ ở đây có nói là trước kia ở ngoài đường lộ lớn hiện giờ á, là không có cái con lộ đê. Là lúc đó nhà và ruộng đất của mình ở đây á, là mỗi khi triều cường lên cao á, là dâng cao á, là mình ở đây phải ngập hết. Rồi nếu mà bà con á, muốn duy trì sự sống á, là phải chạy lên dòng hết. Ở đây là ngày xưa cách nay mười mấy năm về trước á, ngập cỡ 2 mét á, chứ không phải như bây giờ cha con mình ngồi ở đây là khô queo đâu. Tại vì ngày xưa á, là ở ngoài kia nó không có con đê. Mà các cụ có nói á, trước kia ở đây là nó có một cái con kinh đi chạy dài ra ngoài sông cái ngoài. Mà bây giờ nó cũng còn, nhưng mà hiện giờ nó có con đê nó dẫn ngang. Là ngày xưa á, là có nhiều sáng chết á, trôi từ ở ngoài sông cái trôi về. Là có những người á, là họ quê ở Bến Tre nè, có người họ quê ở Tiền Giang nè, mà nghe nói á, mất toàn là những người mà họ làm thương buôn á, cũng như là họ mua ve chai hay là họ qua tỉnh Trà Vinh lấy khô đi bán, rồi về dọc đường là bị cướp nó giết, nó lấy tiền lấy của, rồi bắt đầu nó mới dục xác. Rồi những cái xác đó nó trôi từ ở ngoài sông cái nó trôi về đây rất là nhiều xác luôn. Thì cái vong hồn mà bữa hổm á là mình gặp á, thì theo cha đoán á, chắc có lẽ những người mà họ mất chết quan chết ức á, rồi xác của họ trôi về đây, rồi lúc đó bà con đây cũng đem lên chôn cất họ, nhưng mà chắc có thể là họ chưa đi đầu thai hay chưa đi chuyển kiếp hay sao mình cũng không biết. Và gần đây á, khoảng cỡ 7-8 năm về trước á, cũng có hai vụ là họ đi ăn nhậu rồi họ lội ngang sông này nè, rồi họ chết. Thì cái này mình chỉ đoán vậy thôi, mình không biết là vong hồn đó là của ai. Thì bây giờ mình có thể di chuyển vào phía dưới sông á, mình kiểm tra coi có gặp ma da hay không. Vậy là cái đó có ma da hả chà? Ma da đang thù lùi mà. Có cách bắt được nó. Cách nào? Còn có con chó săn tự nhiên nó đi lại nè. Bây giờ con thấy con chó xuống dưới. Phải không? À. Ừ. Nó thấy là nó bước liền. Vậy mày thấy cái bọc đồ cúng đây. Chó này đi theo con mà. Phải không? Ừ. Rồi ôm đi. Chó này chó săn hả? Chó săn hả? Đâu quay lại tao coi coi, phải chó săn mày. Săn nè, chó dọn. Săn hay là chó ăn dụng? Chó dọn á. Phải không? Tự nhiên cái em đi bắt Maya nó chạy lại. Ừ. Rồi, đem đi bắt luôn. Ở đâu mà thấy nó sủa lên liền. Phải không?
sổ không à? Sao không cột con dây, có con dây đâu cột. Chó đi giống như chó nghiệp vụ mà của công an vậy đó. Cái này nghiệp vụ bắt me, bắt ma da khác nữa. Đâu? Sửng có tay không? Để tao coi sửng không. Sửng đâu sửng. Tao thấy nó đơ đơ. Mày để nó xuống nó mới hít được chứ. Mày để cao vậy sao nó thấy. Thấy gì đâu. Rồi gặp chó giận đi rồi. Mẹ thấy ma da, phát hiện ma da vô không giận. Kìa sao có lú dục đó vậy? Lạ của ai á, phải con. Mẹ nó mấy ổ mày. Ta đặt kia vậy hả? Nó gom đồ ngày của tài gì đây hả này. Đó là đó. Đây con thảy con chó xuống đây thử coi. Ôi mày thảy xuống nó tức bụng nó chết. Để về chó con cắm xong một bữa. Mình muốn không muốn á. Tao giờ tao thấy ma da mà mày với con chó chưa thấy. Đang đang tao lùi kìa. Rồi bắt con chó mày luôn rồi kìa. Rồi ôi ơi ma da nó nói gì mà con chó không thấy. Vậy mà lo chó nghiệp. Nó nói chó nghiệp vụ. Chó nó chạy mất rồi. Chó chạy bó dép luôn rồi. Kêu xuống. Nhanh 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 nhanh. Đó mày coi phải ma da không vậy? Cho hỏi ma da hay là người vậy? Trời ơi, hết biết rồi. Để coi là, cái đó là con nghi gây rồi. Để coi ma da đó mình đã từng gặp nó chưa ta? À, cho hỏi mình có phải là trước kia mình đi ăn nhậu rồi mình lội ngang con kênh này bị gông nó nhấn chìm không? Gông nó cuốn cái chân á, với ra muốn á, rồi mình chết với cái ao này đúng không? Nó gạt đầu rồi ông ơi. Bởi vì tao nói đúng lắm. Ủa sao hồi nào giờ con thấy cha hỏi ma da đâu có gạt đầu gì đâu, sao con ma da này biết ta? Rồi. Ma da này lạ thiệt ta, ma da kia nó đâu trả lời đúng không? Nó nghe nè, quê quán mình ở gần đây không? Hết biết. Quê mình ở đâu mình chỉ coi. Gần đây thì gật đầu. Còn nếu ở xa thì lắc đầu. Gần thì gật đầu. Xa thì lắc đầu. Nó lắc có gần nhiều không? Không. Thân à. Ở đây mình ngự đây nói chung là mình lại cái bến sông này là mình ngự mấy ngày rồi. Ngự lâu chưa? Mày nhát quá, tao xuống tao quay con ma da cái mặt ma da này cho mọi người xem coi. Chứ tao mà không xuống á, khán giả tao tao nói tối ngày đứng ở trên bờ đi điếc không à. Ê ơi, cá đây nó Phú ơi. Con ai vậy? Cái lào dính cá quá trời rồi. Ôi má ơi. Chạy. Ủa trời 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 trời. Đâu đây vậy? Ủa đó con cái gì? À như vậy là hai con ma da này đó, tối hôm qua hả cha? Nó dở cá. Con nào ngày hôm qua con mà dở cá phải không? Con đó đó. Cái rô có sặc gì lung tung beng không kìa. Dục gì vậy? Dục cá lên luôn cho mày cà phú. Đó nghe nè. Cái lò này của chúng tôi đặt để kiếm sống. Mình không nên lấy cái lò này. Lò này của người ta chứ không phải của tôi nữa. Nhưng mà phải trả cho người ta đi. Để người ta nghĩ chúng tôi đến đây săn ma da hay là làm những cái công việc ăn trộm cá của người ta tội nghiệp cho tôi.
Rồi. Cá sặc vô khủng khiếp. Lên bờ đi, tôi giúp cho đi về chuồng nghe kinh Phật nè. Mình nam hay là nữ? Ăn cá rô phi luôn hả? Ăn cá tươi luôn á. Ăn cá tươi luôn nội ơi. Đâu? Thấy đâu? Ủa nó chưa đẹp thì chẳng ao. Nghe. Nó ăn cái ở luôn mà ăn dở lú lời của ta mấy cái gì rồi. Ủa ông? Ông đâu đây? Chỗ đó có ông á. Làm gì? Hàng bắt nháo. Ông trong lùm biểu mày đụng nó làm chi? Ê ê ê, để tao dụ hai thằng ma da lại cho ông chết bữa. Ma da là chắc chắn là nó sợ ông. Ông mà chích cá là nó chạy kêu bằng tán loạn à. Ui ma da lên nè, lên đây nè, cho ăn tôm ăn cá nè. Đi tự vô sao chích nguyên ổ kìa. Nó gì đâu. Nè mà chích phát là thúi thịt luôn cả nhà ơi. Nhầm gì? Tao cho thấy ổ. Kìa, đừng có lại gần nó. Quá trời. Để tôi xuống tôi bắt hai mà da này kìa. Rồi quay ra. Bắt được không? Cha sao cho vụ nó lên đây á. Vụ gì? Ôi, người theo không? Sẵn hai cái muốn về tàu ăn luôn các bạn. Mày nói thẳng nha, rớt cái mít của hổng 3 triệu rồi đó. Rớt nữa. Sẵn đây mấy con cá về kho luôn. Cá nó ăn hết rồi trời. Được vậy. Ở đây nè, tao giúp cái gì chùa nè. Con ma này nó hiền nha. Hiền không? Nó hiền hơn mấy con ở ngoài sông lớn. Con ngoài sông lớn mà đứng vậy là nó gì vậy đó. Ê, ê. Bà nổ tao. Sao cha không chạy qua đây hả? Thôi. Cái đó ông nó lụm tao hả? Ôi. Đây nè. Sẵn đây mới lợi về lấy cá chiên luôn. Lặn đâu trời. Ôi. Nó ra này cảm thấy nó cũng không có già gì mấy. Thì cá lại nữa đâu. Rồi sao gì đó. Hỏi. À nói chuyện nữa mày. Ma da này biết nói chuyện. Con hình như cũng mới nghe. Ừ. Nó nói gì á? Nó nói với thằng kia phải không? Nó biết nó là nam là nữ biết. Ui, hai mày nam hay nữ? Hả? Nó biết nhóc gì mà không ai nhỏ mình ăn trời. Tụi nó lại trời. Đủ nó bắt luôn mày. Mộ mình hái cái muốn mình dụ nữa. Thôi biết nghe tiếng cha nói á. Không biết. Chết lâu quá rồi khi nó không biết. Ui. Rồi. Trời ơi nó giục cái lời ra cá nhóc vậy. Ăn
hết mấy con rồi, cá sặc nó ăn chơi vậy. Còn ban cá rô. Ồ, cá rô biển, cá này ăn ngon nhất nè. Chúng con ta ăn cái gì? Để đi hồi để xuống cho ta. Cá tươi rối luôn. Làm gì vậy? Thả lời xuống cho anh ta ngủ quên. Ở đây ai đặt vậy trời? Trời, nó qua nó phá lúa chúng ta nữa rồi. Lúa quá rồi. Trời ơi, cái nó giả lúa vậy. Chủ lúa của mình phải không? Mình. Ủa, mình đặt qua tới đây luôn hả? À. Lấy cá ăn kìa, nó lấy cá ăn kìa cha. Có cá không? Có. Cái này là rau ngổ rồi cả nhà. Vào ăn cũng ngon lắm. Ngồi con chó săn của con đâu ta? Chạy lúc luôn rồi. Ừ, rồi. Nó săn chuột, nó ma da, sao nó săn được. Con chó nó ăn lý ra nó săn được, mà tại cha Thiến nó bê đê luôn. Thiến đâu mà Thiến, mà thấy lú hay chiếc giá cho bá không? À, Gia Thiến chó kia. Bữa giờ cha hâm Thiến nó sợ á. Trời ơi, cái ngồi nó... Hỏi giải cái lú đó luôn. Có con trước mặt cha kìa. Nó đang gần á. Đây nè, ăn uống rồi tính sao? Trời ơi, nó làm như nó ăn trộm vậy á. Nó tháo dây kìa. Bởi vậy cha thấy không cha, nó không biết đường tháo cái lú đó ra kìa. Không biết đường tháo đâu hả? Không. Ngu mà. Nó mằn mằn nãy giờ kìa. Chuyên gia đi gõ mấy cái lò còn dễ thò tay vô nè. Còn mấy cái lú đó người ta cọp bằng dây. Nó đâu biết đường tháo. Rùa biển không? Rùa biển không. Rồi, được miếng rồi. Kiếm cái cây kìa. Cây đầu tiên. Con kia làm vậy? Mày đi sao rồi? Lú của mày. Rồi, cái sâu dữ thiệt trời. Các bạn nghe cắp cá rồi nó hình lý da luôn kìa. Đây nè. Có cái lú không ấy, nãy giờ tháo hoàng tháo không được. Đây nè. Hai con. Đây nè. Để nó dụng nó dạ là miếu. Cho lên miếu đi. Miếu đâu ta, miếu bên kia mà. Nó mà lại đây ta đập nó chết chết đi. Nó gỡ nó vào mà không được cái ta. Nó đi hồi ông nghệ cũng chích nè. Thôi, nó bắt cá nó ăn kìa.
nước đang lớn. Nó lôi đi đâu luôn rồi kìa. Cầm cầm cầm. Đây đây đây. Cứu cứu. Để cái kia, đây nè. Mà lôi vô bờ luôn. Về mua mới rồi. Tét hết luôn. Ê, được rồi ơi, đi về quá. Về gì phải bắt được, phải về chứ. Trai về, về trai. Thôi ta cười chứ. Tét áo hết rồi mọi người. Áo tét. Mấy đàn lớn vô nè. Nó nghĩ ghê vậy trời. Ta vũ lại cái cây qua đó nó ong lắm luôn á. Con này nó biết lặn mà. Đó nè. Dạch. Dạch ra, dạch ra. Dạch ra phục thù rồi, dạch. Lên đây coi. Béo sợ dạch. Hay gì vậy? Chịu đó quý. Dạch. Béo béo béo. Dặn ra đây phục thù đó. Đi ra tới rồi. Mà đem dặn xuống táp hang đó coi. Táp được không? Này. Này nó nói gà không à. Cái con mai da này nó sợ con chó lắm nha. Phải không? Không nghe, thấy con chó nó chạy à, nó sợ. Chạy cho mày á. Thì nó bắt con chó con thịt luôn á. Dễ gì giá. Ôi ôi mát quá, nó sướng nó thấy không? Ừ. Kè ma da mà không thấy sao? Mấy mai trên bờ luôn, mai đi sông thấy. Cái thụ lỗ tai trai. Cái gì? Thụ lỗ tai nó sợ cái gì. Quýu quá trời. Mấy toàn mai trên bờ hay lắm. Có này xài chích chìm. Có, chú lội. Mát gì mát nè. Mát gì phái nè. Chiếu lại kìa, nó nằm kia. Nó bị đơ. Nó đơ luôn, nó giả bộ không thấy rồi. Kỳ vậy. Ôi ma da đằng kia mà ông đứng đây. Bị đơ rồi. Đơ cứng luôn rồi. Bị gì đơ luôn rồi. Đứng chận luôn ở dưới nước luôn rồi đó. Chó thấy ma da đơ luôn rồi nè. Kỳ dữ. Tắm vô. Về không? Trời ơi. Về con bành bành không mới về đơ phải rồi.
nè. Bực kêu nghe thằng nó lên mà ra lên đi. Thôi lên trai. Rồi nó cắn mất con chó chết luôn á. Con thấy không được rồi. Đâu mà cắn được. Rồi nó sợ nó chạy gì vậy? Ê không, nó sợ nè. Đuổi đi luôn con. Tát luôn con. Nó rồi, nó rồi. Giận dữ lắm á. Nghe không ha. Đàn em có dương tiện. Rồi về đây thôi rồi. Chứ mới xong rồi quý. Mấy muốn à. Đây, tự thôi, để con lấy cái cây này con xô. À, cầm giùm máy. Hả? Cái cây này con xôm đó nè. Nè, cái nhọn tin luôn. Phá lú hư hết trơn luôn. Không còn cái. Mấy cây này để đàng hoàng à, đi nhiều khi phóng nó không nuôi đạp á. Mày xử lưới giùm tao ơi. Chó săn. Nó đi rồi, nó đi rồi. Không thấy chó săn sợ. Giỡn lại sao? Con nghe bà cụ kia kể á. Nghe mà cụ kia kể là trong cái cầu tới 6 con ma da là nghe. Cầu nào? Cái cầu trên trước mặt mình á. Thôi cho bà đi. Giờ thấy đây có 2 con. Trốn rồi, trốn. Chó làm gì nha. Nó chè con kia đó, con kia đột kích mình kìa. Cái tên chó sợ. Rồi cho. À chừng ướt cái vỏ bánh. Cam rồi cong hết trơn kìa. Tới kìa nè đây. Ê, ê. Chết rồi. Chó nè, chó nè. Mày no mày rồi. Quay cam đi chị đi. No mày rồi. Trắng nó rõ khổ, chó này lội lẹ thiệt. Vứt nó. Hụt. Cong. Chó này không linh này. Vũ đem lên bờ luôn. Chừng ướt mít nha. Vũ nó. Ở đây ôm ta nè. Ờ ôm đi. Tao lâu lên bờ luôn. Về chùa tu con. Miếu nè. Ôi con chó này kỳ quá mày. Nó gặp bà giá đơ 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 nè. Trời ơi. Lẩu nó vô hoài không có tới vô. Qua đây nè. Con đi qua đây nè. Cái lú của đặt không biết cái này còn con gì không nữa nè. Con. Con leo lên bờ đi. Đưa vỏ đồ cúng đó cha. Tìm đường mà đi về đi. Trời ơi, có mấy con cá gì. Cá hả Tết? Trời ơi, chút cá này, cá nâu. Nâu à? Chút cá nâu đâm mày. Nâu đâm có nhất. Nhất 24 giờ.
Kiếm đường về đi quý ơi. Kiếm đường về đi, qua đây nè, đưa cái giỏ đồ cúng đó cha. Mình về quý ơi. Mẹ ở đây canh nó lên ăn ôi, uống đồ cúng đó bắt nó. Không được đâu. Lấy giỏ đồ cúng lại cha. Đó, nó hãy lại kìa. Rồi, nó hãy ghê. Ma da này phải lên miếu bà vì do thần con do cái tấn nó đạp nó một cái. Ờ, có hai vô kìa. Do mấy tấn á, đạp nó một cái. Ừ, đó. Con nghe bà kia, nói chung là bà cụ là giới thiệu ở gần đây đi, có cây cầu, có 6 con ma da hả? Bằng đêm lên ngồi luôn hả? Vừa chỗ này nè. Ừ. Ngồi nó nhảy xuống cái... Kè, kè, lại kiếm rồi kìa. Con chạy ơi. Chạy hả? Chạy lấy vỏ được cúng lại tao. Gì vậy? Con này. Chú gì? Lội xong lội lên đi đâu dài đáng chi ông nội. Tạo con rồi cháu ơi. Con tạo rồi cháu ơi. Chạy lên. Ê buông ra. Buông ra đi. Tao lấy cây trên bờ tao trời cái chết. Mày hả mày ra. Buông ra đi. Ê. Buông ra. Mày. Mày nha. Ôm hả. Dẹp máy lên xuống kéo con hú lưng vậy, dẹp máy đến bờ đi. Ê, con ngơ lên. Anh đang ôm tôi luôn nè. Con ngơ. Nó nhạt coi nè, cái mặt nó ghê lắm. Con ngơ. Mày, ê, kệ máy tao là mày nè. Bu lên. Bu lên. Ngồi chưa? Chạy ai quá trời. Chạy hả? Ủa nó chạy hay à? Chạy. Hết biết rồi. Kìa, thấy kìa. Hả? Nước này là đây. 3 lít. 3 lít nước hả? Lấy đồ cúng cho nó ăn đi. Con này chắc khi... Rồi hai... Làm đồ cúng cho nó quý. Rồi hai đứa con phải ở đây luôn. Phụ cha đập ma da này chết mới được. Quá trời. Nước lớn thì lỏng lại đó trời. Không muốn giờ hái đã bỏ luôn hả? Bỏ bánh. Ma da này phải là nước cạn bắt nó dễ lắm. Cạn đây mấy giờ cạn? Chút gà là 5 giờ sáng nó cạn. Rồi nó xách cái vỏ mà nó xách cái... Giờ cao lỗ ngổ luôn. Lú nữa. Con này nó bị quen hay gì á, nó thấy cái lú này nó cũng dở á. Ở ngoài sông lớn mà nước mặn không có đồ ăn cho nó.
phá lú ban thành cành hết rồi. Còn cái cây người ta đặt lú nhỏ lên đó. Kiếm đường nào bắt nó quá vậy? Nữa nó cũng đi. Con này chắc trình đình lấy cây đập cái gầu đó. Đâm nó ra nó kia đó. Nó khôn quá kìa, nó thấy mình cứ đi qua lại lại qua, không, nó không lên hưởng luôn.
vô cái đầu của nó mà nó khôn nó thấy chạy luôn rồi. Nghe có là nó thử nó cúng tôi. Nó mới nhảy lên nữa. Mày mà già không tiêu ta. Ủa cha đâu quý? Chạy vô lấy đồ nghề đóng tiêu luôn rồi. Cứ lấy cái này cuốn vô đầu nó. Mà mới cuốn con cái gãy à. Mới cuốn nhẹ con cá xước ra luôn. Ủa cháu mới cuốn tiêu ta.
nó vô tới đây quý ơi. Nó đi sập lú mình hết rồi. Rồi, ơi, nãy em không thấy luôn. Nó nè. Trời ơi, nãy giờ nó đứng đây không thấy nó luôn. Nó làm gì vậy ta? Ở đây chạy để chạy nhà chị trai ra cứu đi. Trời ơi, cái con ma da này nó ngồi nó ăn gì vậy? Mày hả? Hồi con kia nó đi nó mất tiêu mãi. Trời ơi con mày nó dính rồi nha. Nó dính vô cái lú hả? Kìa nó bị dính nó lú rồi kìa. Bắt nó lên đi. Rồi 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 coi kìa. Ôi. Lú của người ta đặt tôm đặt tép. Vô đây làm gì? Đi lên liền. Rồi. Vô đây phá hả? Mày vô kêu mày mày kìa. Nó phá mấy cái lú của bà trần kìa. Mày chết mày ơi. Mày kia lỗi đâu ta? Ê. Mày chui vô đó, hồi tao bắt mày tao đem đi nướng luôn á. Ê. Mày đi lên liền. Tao cho mày ăn uống rồi mày làm gì mày phá quá trời gì? Hả? Bà Phượng mà bả ra là mày no, mấy cái lú này là của bả chứ không phải của tao đâu, cho mày hay. Nó đâu có tiêu ta? Trời ơi, nó ẩn lẹ thiệt. Thì cái nhà nó ẩn hết trơn các bạn ơi. Bây giờ mình phải di chuyển qua phía bên kia để lấy rau muống với rau ngổ hồi nãy đem về ăn. Với cái lú hồi nãy mình sẽ thảy lại vị trí cũ trả cho họ nha. Còn ma da thì giờ nó cứng đầu quá, giờ nó đã trốn mất tiêu trơn. Ở bên mấy bà có hai con voi bằng đá được đại gia tài trợ các bạn, miếu này mới xây dựng lại. Hai con voi này là mình nghe nói trị giá lên đến khoảng 50 triệu các bạn. Vậy thôi mình vào nhà để tắm rửa ăn cơm. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video, máy bay cả nhà.